người, mình là Hạt Tiêu đây. Trước hết là xin lỗi mọi người là vì tình trạng sức khỏe không tốt, cho nên là mấy ngày qua Tiêu không có ra video được cho mọi người. Thì ngày hôm nay thì Tiêu đã khá hơn rồi, mà giọng Tiêu nó còn hơi bị nghẹt một tí, cho nên là nếu mà Tiêu nói mọi người không nghe rõ thì mọi người thông cảm cho Tiêu nhé. Ok, thì video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái vấn đề là tuần lễ mua sắm ở đảo Kaya, sự kiện Black Friday. Có nghĩa là hàng năm mỗi đợt Black Friday vào cuối năm á, thì nhà phát hành sẽ thường xuyên giảm giá những cái món đồ, những cái món trang phục ở trong game. Và đây cũng là cơ hội cho những người mà thuộc hệ chơi game đổ nghèo khỉ như mình, tạo những cái món đồ với giá cực kỳ rẻ. Thì mình thấy là ngày hôm nay game có ra hai cái gói mới rất là rẻ luôn mọi người. Một gói dành cho nữ là gói cô nàng quý phái. Cái gói trang phục này thì bao gồm 4 món: một bộ tóc nè, một bộ đầm nè, một đôi giày và một cái túi, mà giá chỉ có 49.000 thôi. Khi mà mọi người mua qua Zalo Pay á thì nó còn có tầm 30 mấy ngàn thì phải. Thì bên cạnh cái gói nữ thì cũng có một cái gói nam, đó là gói sang chảnh. Thì gói này cũng rất là xinh ha, có một cái vương miện rất là xinh nè mọi người. Đó, dành cho nam bao gồm 5 món, đó là kính, một cái bộ vest, một đôi giày và một cái súng nữa. Thì cũng bằng giá với lại cái gói nữ là 49.000 luôn. Mua qua Zalo Pay thì mọi người chỉ còn có 30 mấy ngàn thôi. Thì mình thấy là hình như sáng giờ mọi người mua cái gói này rất là nhiều luôn á. Ngoài ra thì ở cái mục giá tốt mỗi ngày nè mọi người thấy có điều gì bất ngờ không? Ở ngay cái mục miễn phí mọi người thấy là có viên kim cương và có tiền sao miễn phí. Bình thường là chúng ta thường là chỉ nhận được những cái khối gạch hay là những cái đồ tèn tèn thôi đúng không? Hôm nay là có cả một viên kim cương và một tiền sao luôn ạ. Bây giờ mình sẽ mở thử coi là mình nhận được mấy kim cương nhé. Một kim cương mọi người ạ. Trời, có còn hơn không? Là 100 tiền sao. Wow, mọi người ạ, lại tiếp tục, khi mà mình làm mới sản phẩm nó lại tiếp tục cho kim cương và tiền sao nữa. Lại tiếp tục một kim cương và 100 tiền sao. 200 tiền sao mọi người ạ. À, vậy là cái số tiền sao này nó sẽ được nhân đôi lên hả? Nhưng mà kim cương thì vẫn là một kim cương nha. Tiếp tục làm mới sản phẩm nè. Lại tiếp tục có kim cương và tiền sao. Oh my god, có nghĩa là mình làm mới sản phẩm 3 lần. Những ai mà có gói plus á thì mọi người sẽ là mới sản phẩm 3 lần là mọi người sẽ nhận được tổng cộng là 3 viên kim cương. Ngon nha, ngon nha. Còn bạn nào mà không có gói plus á thì mọi người chịu khó coi quảng cáo nha, được 3 viên kim cương luôn á. Đó, vậy là mình đã được 3 viên kim cương. 300 tiền sao. Lần thứ 3. Lần cuối cùng là mọi người được 2 viên kim cương lận á nha mọi người. Cho nên là mọi người nhớ là nếu mà không có gói plus là nhớ coi quảng cáo nha, không là uổng lắm á. Và 200 tiền sao. Wow, mình không biết là ngày mai có còn cái vụ này hay không, nhưng mà cái này ngon rồi nha. Wow, mọi người nhìn này, ở đây là cây dù cầu vòng nó được sale từ 90 kim cương còn 72 kim cương nè mọi người. Ở đây thì mọi người thấy là những cái gói cũ như là gói Life Friend, gói Connie hay là gói tạp chè bếp Connie này nè thì cũng được sale rất là mạnh ha. Hồi ngày xưa á là cái cần câu Sally này mình mua không là nó đã tầm mấy chục vàng, là tầm hơn 100, 120, 130 gì rồi đó mọi người. Xong rồi cái bộ trang phục brown này không là hình như là 200 mấy rồi. Còn cái túi này cũng 100 mấy nè, mà bây giờ chỉ còn 249.000 là nguyên một cái set này luôn. Rồi cái bộ trang phục Connie cũng vậy, hay là cái bộ tạp dề này cũng vậy, cũng được giảm giá rất là mạnh. Mọi người vào trong cái cửa hàng trang phục xem này, rất là nhiều đồ đang được giảm giá luôn á mọi người. Thí dụ như là cái nón trái banh này nè, lúc đầu là 108 kim cương, bây giờ chỉ còn có 75 kim cương thôi. Mình có nên mua hay không ta? Mình cũng rất là thích cái nón này, nhìn nó rất là xinh á. Mang vô nhìn cái đầu nó rất là xinh, mình có nên mua không? Để mình xem lại thử coi là nó sale từ ngày mấy đến ngày mấy. Nó sale từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 rồi mọi người ạ. Thôi thì chắc là mình sẽ đợi thêm là qua ngày mai, ngày mốt thử coi là nó còn sale thêm những cái đồ gì nữa không, rồi mình sẽ mua ha. Tạm thời là mình chấm cái mũ này trước rồi đó. Và không biết là mọi người còn nhớ hay không, năm ngoái có một cái đợt sale rất là sốc luôn. Đó là lần đầu tiên đồ vàng được bán bằng kim cương. Đây để mình mở cho mọi người coi. Là năm ngoái cái nón bảo hiểm brown này nè mọi người, được bán bằng kim cương. Giá của nó là 94 vàng nhưng mà được quy ra bằng kim cương và được bán bằng kim cương chỉ duy nhất có mấy ngày thôi. Và lúc đó là mình không biết và mình đã không có tích trữ kim cương mọi người ạ. Và mình đã không mua được cái nón này, mình rất là tiếc luôn á. Ngoài cái nón này ra thì còn có một cái sản phẩm nữa cũng được bán từ vàng sang kim cương. Đó là cái ba lô vịt Sally này nè mọi người. Thì năm ngoái mình chỉ đủ kim cương để mà hốt cái ba lô Sally thôi. Còn cái nón này là mình không đủ, mình nhớ không lầm là hình như là 400 mấy kim cương thì phải không ta? Bạn nào mà nhớ cái giá của cái nón này vào năm
năm ngoái thì nhắc ở dưới comment cho mình với nha. Cho nên là mình hy vọng là năm nay cũng sẽ có một cái đợt bán đồ bằng vàng quy ra bằng kim cương. Mình đang rất là mong chờ cái điều đó mọi người ạ. Thì mình cực kỳ mong chờ là cái nón được sale năm nay sẽ là cái nón bảo hiểm Sally này nè. Năm ngoái chưa có sale thì hy vọng là năm nay sẽ được sale cái nón bảo hiểm Sally này. Mình rất là thích cái nón Sally này luôn á. Còn nếu như mà nó không sale qua từ vàng sang kim cương thì nó cũng giảm giá vàng đi, thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ mua cái nón bảo hiểm con vịt này. Có món đồ nào bằng vàng mà mọi người cũng mong được chuyển sang thành kim cương để có thể mua được, mọi người hãy comment ở bên dưới cái video này để thảo luận với nhau nha. Ok, đó là một số thông tin mới về cái sự kiện Black Friday của năm nay. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại cái lễ tạ ơn vàng ươm. Không biết là mọi người đã mở hết cái sự kiện này chưa? Mình chắc chắn là có nhiều bạn đã mở full cái sự kiện này rồi. Mấy ngày vừa rồi á, thì có ngày Tiêu bị ốm cho nên là Tiêu không có vào làm sự kiện được á mọi người. Cho nên là so với những cái đợt sự kiện trước, sự kiện này Tiêu làm chậm hơn và cũng không có ra được nhiều video cho mọi người nữa. Nhưng mà Tiêu cũng đã cố gắng vào làm nhiệm vụ và kiếm được 11.330 xu rồi nè. Không biết là với cái số xu này thì Tiêu có mở được hết cái đồ ở trong sự kiện này hay chưa. Và ngày hôm nay Tiêu cũng chưa có làm nhiệm vụ luôn. Cho nên là bây giờ mình cứ dùng hết cái số xu này trước, coi là mình đã mở được quà tới đâu rồi, sau đó thì mình lại tiếp tục làm nhiệm vụ nếu mà mình bị thiếu xu nha mọi người. Ok, bây giờ Tiêu sẽ mở những cái món quà mà Tiêu chưa có đổi. Ví dụ như là cái thùng này, thùng rượu ngũ cốc. Riêng cái quả bí ngô này là mọi người sẽ quay và mọi người sẽ nhận được 3 cái cài đúng không? Cài đùi gà nè, cài lá phong nè, với lại một cái mũ. Thì cái đó Tiêu đã quay ra được rồi mọi người ạ. Tiêu đã quay ra được 3 cái món đó hết rồi. Cho nên là bây giờ Tiêu chỉ đổi quà và lấy cái hộp quà sự kiện cuối cùng thôi. Ok, tiếp theo là Tiêu sẽ đổi cái bó rơm mùa thu. Bó rơm mùa thu. Rồi, Tiêu sẽ đổi tới cây nến. Tiêu sẽ đổi cái ghế. Tiêu sẽ đổi cây ba đậu, đèn dây leo, bàn tiệc mùa thu lớn. Ồ, tiêu hết rồi. Ôi, vậy là Tiêu còn thiếu rất là nhiều xu luôn á mọi người. Chưa tới được hộp thứ hai nữa này. Vậy chắc là Tiêu phải dời vào cái video sau Tiêu mới mở full được cái sự kiện lễ tạ ơn vàng ươm này rồi mọi người ạ. Bây giờ Tiêu còn thiếu nhiều xu quá. Bây giờ chắc là Tiêu còn phải làm sự kiện 2-3 ngày nữa mới đủ xu để mà mở được hết cái sự kiện này á. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Tiêu nha. Ngoài cái kênh Hạt Tiêu Play chuyên làm về game ra thì Tiêu còn có một cái kênh để làm vlog, đó là Tiêu Chiêu Chiêu. Nếu mà bạn nào chưa có nhấn subscribe cái kênh này á thì mọi người cho Tiêu một cái subscribe luôn nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.